Đây là mẫu muối bọt thành phẩm sau khi nghiền xong từ muối cục. Mẫu muối cục trước khi nghiền. Chuẩn bị máy nghiền, sau đó mình sẽ cho muối vào trong cái phễu chứa của máy nghiền. Muối này đã làm ráo trước khi nghiền. Mình sẽ bật máy lên. Để máy chạy ổn định, mình sẽ cấp liệu vào trong cho máy nghiền. Mở nắp đậy đầu cấp liệu để quan sát dễ trong quá trình điều chỉnh cái tốc độ cấp liệu cho máy. Điều chỉnh cái tốc độ cấp liệu vào trong cái máy nghiền theo công suất của máy. Sau đó để cho máy tự vận hành. Trong quá trình nghiền, liệu được cấp liên tục vào trong cái máy nghiền. Nhờ cái cơ cấu này mà người làm việc rất khỏe. Chỉ cần đổ muối vào trong cái bồn chứa liệu của máy để máy tự vận hành. Đây là mẫu muối bọt thành phẩm được máy nghiền ra đặt nhiệm vụ người sử dụng. Sau khi cấp liệu và điều chỉnh các thông số ổn định rồi, sẽ để máy tự vận hành. Muối nguyên liệu trong bồn chứa liệu của máy hết, nếu mình không nghiền nữa thì sẽ tắt cái cấp liệu đi. Đây là muối bọt thành phẩm được máy nghiền. Muối sau khi nghiền hết hoàn toàn, mình sẽ tắt máy. Máy được chế tạo bằng inox 204, chuyên cho ngành thực phẩm.